chào đồng bào, lại là Mia ở đây. Hôm nay là ngày đầu tiên mình đi học thạc sĩ ở trường đại học University of Brighton. Thì bây giờ mình đang đi bộ đến trường. Cho bạn nào chưa biết thì mình tên là Mia. Năm nay mình 26 tuổi. Thì năm nay mình học một năm thạc sĩ ở Anh, trường đại học University of Brighton. Ngành Master of Art Sequential Illustration. Thì mình sẽ học sâu về minh họa tranh, màu minh họa phim hoạt hình ấy. Thì hôm nay mình sẽ dắt mọi người đi học với mình nhé. Tại vì bây giờ là buổi đầu tiên của nguyên một học kỳ này ấy. Thế nên là khi mà vào lớp thì giáo sư với lại hai người TA là kiểu như trợ giảng ấy, họ sẽ chỉ nói về projects này rồi nói về các môn học. Tuy nhiên thì bọn mình có một cái task, đấy là phải mang một cái quyển sách hay là mang một cái phim, nói chung là một cái gì đấy mà bọn mình thích vào để nói chuyện với nhau, kiểu tìm hiểu, làm quen. Thế nên bọn mình đã làm chuyện đó. Sau đó ăn trưa xong thì đến buổi chiều hôm đấy tất cả mọi người được chia ra thành từng nhóm và đi chung với nhau để có một cái scavenger hunt. Thì scavenger hunt giống như là họ sẽ đưa cho mình những cái địa điểm ấy, thì mình phải đến ở trong cái tòa nhà này để một dạng như là tìm hiểu xem là các cái phòng workshop hay là các cái phòng in ấn ở đâu, để sau này khi mà tụi mình cần ấy thì tụi mình có thể biết nó ở lầu nào. Hello mọi người, hôm qua mình mới đi học buổi đầu tiên, gọi là đi học vậy thôi chứ thực ra là chỉ vào kiểu mọi người giới thiệu nhau xong rồi kiểu chia sẻ với nhau xem là năm nay sẽ làm cái project gì ấy. Đấy, thì mình thấy cái trường này kiểu tạo mọi điều kiện cho sinh viên kiểu thành công luôn ấy. Tại vì hồi xưa lúc mà mình đi học trường đại học ấy thì mọi người kiểu giống như là nếu mà bạn học cái ngành vải ấy, thì chỉ có ngành vải mới được vào cái studio đấy thôi. Nhưng mà ở đây ấy, thì mình thấy kiểu như là chỉ cần là học vẽ thì sẽ được in sách này, sẽ được kiểu học mấy cái khóa ví dụ như là in ấn, gọi là in ấn cổ điển ấy, kiểu như là cách in hồi xưa, letterpress, screen printing, rồi cách làm sách vân vân. Đấy, nói chung là mình thấy rất là ok. Bây giờ thì mình sẽ đi thư viện, mình mượn một cái quyển sách research method, là kiểu cách nghiên cứu để vẽ những cái minh họa, những cái sequential ấy. Sau đấy thì mình sẽ ra một quán cà phê. Mình muốn thử quán cà phê rất là lâu rồi, nhưng mà bữa giờ chưa có ngày nào nắng đẹp để ra đấy ngồi đọc sách cả. Thì để hôm nay mình sẽ đi. Thế xong rồi sau một tí nữa thì mình có một cái buổi phỏng vấn, mình đi xin làm thêm ở Anh. Thì có một chỗ kia là gọi mình, thì tí nữa mình sẽ đi phỏng vấn. Okay. Thì đây mình muốn chia sẻ cho mọi người các mượn sách ở thư viện. Và mọi người muốn tìm một cái tựa đề ấy, thì sẽ lên trang web của trường mình, tìm cái code. Thế xong rồi nó sẽ ghi cái code đấy là ở phần nào, thì mình cái sách mà mình cần ở trong phần illustration và graphic design thì mình sẽ đi lên lầu đấy. Rồi sau đấy thì mình mang cái quyển sách đấy, mình scan cái thẻ học sinh của mình, rồi sau đấy mình để cái quyển sách lên, thế là xong. Và trong cái tài khoản học sinh của mình nó sẽ ghi là trường hợp mình phải trả cái quyển sách đấy. Yes, thank you so much. No problem at all. Are you waiting for any food or anything? No. No. I'm okay. Yeah, thank you. No problem. người taste test. Bây giờ mình sẽ uống thử cái cà phê ở đây. Nghe nói là cà phê ở đây rất là ngon. Nếu mà ngon thì sau này mình sẽ mua hạt cà phê về mình sẽ tự pha. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ chấm điểm cái cà phê này theo một cái sự nghiện cà phê của mình. Thì mình không biết là có phải là cà phê ở Anh nó như thế này không, nhưng mà cà phê này chắc là mình sẽ chấm là 3 điểm. Nó rất là khét, xong rồi nó có một cái mùi nước hoa. Nó có một cái mùi nước hoa đúng không mọi người? Và nó có một cái mùi hoa gì đấy. Mình rất là không thích cà phê mà có mùi hoa ấy. Tại vì cái sở thích của mình là uống cà phê mà nó có một cái mùi kiểu hơi caramel, hơi kiểu béo béo, kiểu sữa mà kiểu hơi các cái hạt ấy, hazelnut này kia ấy. Thế nên là mình thấy cái cà phê rất là kinh khủng. Mình sẽ không quay lại đây nữa, mình nghĩ vậy. Hoặc là có thể là lần sau mình kêu một cái khác. Tại vì lần này mình kêu một cái ice latte, lần sau mình có thể kêu một cái ice cappuccino. Nhưng mà cái này rất là kinh khủng. Mình vừa mới đi phỏng vấn ở chỗ làm kia xong. Thì bây giờ mình sẽ quay lại chỗ đấy để mình thử việc. Ok, bây giờ mình sẽ đi. Nhưng mà chắc là mình sẽ không quay được cho mọi người. Nên là lúc mà mình thử việc xong ấy thì mình sẽ nói cho mọi người biết là mình làm như thế nào nhé. Xin chào mọi người, Mia vừa đi thử việc về thì mình đã được nhận. Rất là vui. Một tuần mình sẽ làm 2 buổi, mỗi buổi chắc là cỡ 8 tiếng. Và bây giờ thì mình chỉ cần mở bank, ngân hàng với lại gửi thông tin nữa là ok. Bây giờ mình đang trên đường đi gặp một bạn xem video của mình, một bạn đăng ký kênh, bạn ấy tên là Mai. Thì hôm nay bọn mình sẽ đi ăn tteokbokki cùng với nhau. Rất là vui. Sớm ăn sáng rồi. Đây là outfit của mình nha. Dép thì mình đi của Adidas này. Cái quần này của Kimchi Blue mình mua ở Urban Outfitter. Cái áo sơ mi này thì mình mua hàng sale của Uniqlo, hình như là 10 đô. Còn cái vest này là của Aricia, vest bông nhưng mà bên ngoài này là nhung. Còn cái tote bag này là bạn mình tặng. Bạn mình in xong rồi tặng mình để đi du học. Ok, đi thôi. Thì trong cái chương trình của mình là chương trình thạc sĩ chuyên về vẽ những cái câu chuyện ấy, thì mình thấy là không chia rành rọt ra là từng môn từng đến đại học nữa, mà tất cả các môn đan xen với nhau. Môn research là môn nghiên cứu với lại môn thực hành nó đan xen với nhau mỗi tuần luôn, có nghĩa là bọn mình phải học song song rất là nhiều môn cùng một lúc, thì để cuối cùng là để làm ra một cái project, một cái đề án cho suốt năm á mọi người. Thì cái task đầu tiên của bọn mình đấy là đi research, có nghĩa là đi tìm những cái hình ảnh và những cái dụng cụ, những cái chất liệu, cộng với lại những cái thông tin mà bọn mình cảm thấy là bọn mình muốn sử dụng cho cái đề án cuối năm. Good morning mọi người. Mia, bây giờ là 8 rưỡi. Mình đang rất là buồn ngủ. Tối hôm qua mình về đi làm về trễ khoảng 9 rưỡi. Xong rồi vấn đề là hôm qua ấy, lúc mà mình đi thư viện xong rồi cái thường là mình bị cái trường hợp này nhiều rồi, tại vì hồi xưa học đại học mình cũng bị rất là nhiều, có nghĩa là học nghệ thuật ấy thì sẽ phải dùng nhiều hình ảnh, thì khi mà nhiều hình ảnh thế trên một cái file PDF nó nặng quá ấy, thì nó sẽ không in cho mình, nhưng mà nó sẽ không nói cho mình là tại sao. Thế nên hôm qua lúc đấy mình in xong rồi mình đi ăn trưa, xong rồi nó không in ra, thế là kiểu mình cáu, mình bảo thôi không in nữa. Nhưng mà lúc mà đi làm về mình nhận ra là ôi chết, ngày mai nộp. Thế nên là bây giờ mình phải dậy sớm mình đi. Nhưng mà may cũng là hôm nay mình tưởng là mình phải học 10 giờ ấy, nhưng mà thực ra là hôm nay mình 11 giờ mới học, thế nên là mình cũng còn thời gian, mình sẽ đi ăn sáng. Ok. Mia rất là may hôm nay máy in ở thư viện Bỉ. Bây giờ mình sẽ lên chỗ mình học và lấy có một cái máy in nữa để mình in bài. Lũ mọi người, Mia vừa in xong, bây giờ mình đang ở dưới khuôn viên trường. Ở bên kia là cái căng tin ở bên kia. Không, thực ra nó là cái quán cà phê, còn cái căng tin thì ở bên này nó có bán đồ ăn các thứ. Trưa nay mình sẽ ăn với các bạn của mình ở dưới này. Nhưng mà kiểu hôm nay mình dậy hơi sớm, vì lẽ hôm qua mình đi làm muộn ấy, nên là mình cần một bữa sáng nhẹ, nên là mình đã mua một ly ice latte, một essential không thể thiếu của Mia của Lê. Đấy là cà phê. Và ngoài ra thì còn có mình mua một cái giống như là cái chocolate croissant này. Hôm nay mình đọc quyển Max and Mox in Amsterdam and other stories của Simon Hanselman. Cái quyển này ấy, mình rất thích là cái graphic của nó. Đây này cho mọi người xem. Nhìn giống Adventure Time đó mọi người. Hơi giống Adventure Time mà cũng... Đây này, kiểu như thế này. Hơi giống Adventure Time nhưng mà mình rất thích cái cách mà cái anh chàng này dùng màu nước. Mình thì không dùng đỏ màu nước nhưng mà mình thích xem người khác dùng. Mia đang ở trong lớp. Bây giờ chỉ có mới 9:02, 11 giờ mình mới có lớp, nhưng mà tại vì mình lười về nhà mọi người. Tại vì mình đến đây sớm, xong rồi mình in xong ấy, xong rồi mình xuống dưới cà phê mình ăn sáng, xong rồi mình thấy ngồi ngoài nó hơi lạnh, nó hơi gió. Thực ra nó không có lạnh, mình thấy mùa đông ở đây ấy, mùa đông ở Anh này so với lại mùa đông ở Canada ấy, nó không hề lạnh nha mọi người. Nó chỉ kiểu gió với lại nó ẩm hơn rất là nhiều, tại vì có thể là cái thành phố mình ở là gần biển, với lại Anh là kiểu nó là cái hòn đảo UK ấy. Thế nên là mình thấy cái nước ở cái kiểu mùa đông ở đây thì không lạnh nhưng mà nó rất là ẩm, có nghĩa là kiểu hình thẳng nó mưa, xong rồi ở trong không khí kiểu nó mát mát, nó kiểu ẩm ẩm ấy, chứ không phải như Việt Nam là kiểu lạnh kiểu khô mà kiểu đứt hết cả da ra. Đấy, thế nên là bây giờ mình sẽ ngồi đây đợi cho mọi người đến, trong lúc đấy thì mình sẽ đọc sách. Trời ơi mọi người, cái quyển này nó buồn cười kinh khủng luôn. Nhưng ding ding ding, what's going on? Midnight, keep it down. Oh well, their money came in. We're going to the 7th to buy some candy bars. You want to come? Oh, candy bar at midnight? I don't know. Hello mọi người, mình đang đi học lớp Line Cut buổi sáng nay với bạn mình. Thực ra là cái lớp này ở Ocad mình đã học rồi, nhưng mà tại vì các bạn ấy rủ nên là hôm nay mình sẽ đi học từ 10 giờ đến 1 giờ. Bây giờ mình sẽ phải đi in. Thì cái Line Cut mình tìm trên Google ấy, thì mình nghĩ là tiếng Việt mình cũng không có cái dạng này, hoặc là cũng có thể là có nhưng mà mình không có một cái từ tiếng Việt nào dịch ra. Thì mình sẽ vẽ cái tranh của mình lên hoặc là chữ, nhưng mà tuy nhiên thì mình sẽ phải vẽ ngược lại. Vì khi mọi người in ấy, thì nó sẽ thành ra là xuôi. Đấy, xong rồi mình cắt. Có nghĩa là mình sẽ cắt vào trong một cái mặt phẳng. Thì cái mặt phẳng đấy ở đây gọi là linoleum. Thì cái mặt phẳng này nó khá là mềm. Mình cắt xong thì mình sẽ dùng mực mình lăn mực lên trên rồi mình để qua một cái mặt phẳng để mình lăn một cái con lăn nặng lên để cho cái mực ấy nó có thể dính lên cái mặt giấy đấy, thì sau đấy là đã thành một cái liner cut rồi.